Một giọt máu đào. Ngày xưa, ở thôn làng kia có một người nông dân hiền lành tên là Ngọc Tâm. Ngọc Tâm có người vợ hết sức xinh đẹp tên là Nhan Diệp. Anh Tâm, sống chết âu cũng là cái số, đừng quá đau buồn. Tôi nghe nói nơi thượng nguồn con sông đằng phía tây có vị thần tiên có thể cải tử hoàn sinh. Đó chỉ là chuyện trong truyền thuyết. Cho dù có thật đi chăng nữa, thì đường đến đó là đoạn đường mà người thường không thể vượt qua. Tôi sẽ bán nhà cửa, đất đai để mua một con thuyền chắc chắn vượt sông. Trời ơi, anh điên rồi. Đây là những loại thảo dược sẽ giúp mình giữ được chút sinh khí còn lại. Cảm ơn mọi người đã lo lắng và ra tận đây tiễn biệt. Thật là cứng đầu và liều lĩnh. Chắc hẳn đó là vị đạo sư tài ba trong truyền thuyết, phải thỉnh cầu ông ấy mới được. Con lặn lội vượt dòng sông dữ đến đây, muốn xin tiên ông ban cho một đặc ân. Con có điều gì cần ở ta? Con muốn xin tiên ông rộng lòng từ bi, cải tử hoàn sinh cho người vợ tội nghiệp. Nhan sắc thật là lộng lẫy, nhưng tướng mạo lại không phải là một người có tính thiện. Ra đi đường đột, âu là cái số khó tránh. Ngươi hà cớ gì phải mất công như vậy? Thưa tiên ông, con đã 3 năm tình vợ nghĩa chồng. Tiên ông hãy ra tay cứu giúp. Để giúp ngươi, nhưng bản tính con người khó sửa. Có chuyện gì, ngươi đừng có lấy làm ân hận. Hãy dùng cây kim bạc này chích lấy 3 giọt máu ở đầu ngón tay ngươi, nhỏ vào cái xác thì vợ ngươi sẽ sống lại. Đây là đâu? Phải rồi, thật tốt quá. Chúng ta về nhà thôi. Tôi đói bụng quá. Chúng ta ghé tạm vào bến sông này ăn tối, rồi nghỉ qua đêm, mai lại lên đường cũng được. Mình ở đây đợi, để tôi đi kiếm đồ ăn nhé. Mình ơi, mình đợi có lâu không? Mình ơi, mình đâu rồi? Có chiếc thuyền buôn lớn lắm dừng ở bãi sông. Nghe nói ông ta có những loại vải thượng hạng đấy. Nhưng tiếng đồn về vải thượng hạng chẳng bằng tiếng đồn về người vợ xinh đẹp của ông ta. Mọi người nô nức ra xem cũng chỉ để ngắm cô vợ đó thôi. Đúng là mình rồi. Mình đi tìm tôi làm gì? 2 tháng nay tôi bỏ ăn bỏ ngủ đi tìm mình khắp nơi. Giờ gặp lại vui mừng biết bao. Chúng ta cùng trở về nhà làm ăn sinh sống như xưa thôi. Như xưa, không đời nào. Sao lại thế? Duyên vợ duyên chồng đã hết, giờ thì đường ai nấy đi, anh đừng tìm tôi nữa. Thì ra là thế. 3 năm tình nghĩa vợ chồng không bằng một chiếc thuyền buôn. Tiên ông nói đúng, duyên mình đã sớm hết mà mình không nhận ra. Mình có thể tự do bỏ tôi, xong tôi muốn mình còn lưu giữ gì về tôi nữa. 3 giọt máu là mình sống lại. Mình hãy bỏ nó đi cho tôi khỏi vấn vương, đau khổ. Tôi sẽ bỏ đi 3 giọt máu ấy. Tôi cũng chẳng muốn vấn vương gì cả. Người đàn bà phụ bạc sau khi chết vẫn luyến tiếc cõi đời, nên hóa kiếp thành một con vật nhỏ, ngày đêm giả vờ khóc than vo ve đêm ngày, tìm cách đánh cắp lại 3 giọt máu của chồng để trở lại làm người.
giống này sinh sôi nảy nở rất nhiều. Người ta đặt tên nó là con muỗi. Nhà vua và thần cây. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúc mừng bệ hạ. Việc bệ hạ lên ngôi thật khiến bách tính trăm họ vui mừng. Ai ai cũng hết lời ca ngợi người. Dân chúng đang rất kỳ vọng về những chính sách của người trong thời gian tới sẽ khiến cho cuộc sống của họ có thể yên vui no ấm. Khởi bẩm hoàng thượng, chả hay ngài có điều gì sai khiến nô tài. Giờ trẫm đã lên ngôi, hoàng cung này của phụ hoàng đã cũ rồi. Trẫm muốn xây một cung điện mới thật nguy nga tráng lệ để lưu danh thiên hạ đến muôn đời. Lệnh cho binh lính vào rừng tìm cho trẫm thật nhiều cây gỗ tốt, và đặc biệt là một thân cây cao lớn chưa từng thấy trên đời này để làm chủ chính trong hoàng cung. Nô tài tuân chỉ. Vậy là theo lệnh của hoàng thượng, Ngô tướng quân đã dẫn quân lính lùng sục tất cả các khu rừng, không bỏ sót những nơi thăm sơn cùng cốc, cốt chỉ để tìm ra cây gỗ cao lớn nhất trên đời này để về làm trụ chính của cung điện mới. À, thấy rồi. Đây đích thị là cái cây sinh ra để làm trụ chính trong thượng cung của hoàng thượng rồi. Cuối cùng, sau nhiều ngày trèo đèo lội suối vô cùng gian nan, đoàn quân triều đình đã tìm thấy một cây cổ thụ cao lớn nhất trong khu rừng sâu. Cả đoàn quân ngỡ ngàng khi thấy tán lá của cây đợp hẳn cả một góc rừng. Thân cây to đến mức vòng tay của 7 người lính ôm không nổi. Khởi bẩm hoàng thượng. Khởi bẩm hoàng thượng, Ngô tướng quân phụ trách đi tìm cây lớn làm thượng cung, bẩm báo về là đã tìm được một cái cây thật sự thích hợp. Xin hoàng thượng hạ chỉ chặt cây để chuyển về kinh thành. Tuyệt. Ngô tướng quân đi đã bao nhiêu ngày, trẫm còn tưởng sẽ khó có thể tìm được cây quý, vậy mà giờ đã thấy rồi. Quả đúng Ngô tướng quân đã không phụ lòng trẫm. Dạ bẩm hoàng thượng, quả đúng là tin lành. Xin hoàng thượng hạ chỉ cho ngài để mang cây quý về cung. Được. Triệu quan chánh tế đến để xem ngày lành tháng tốt hạ cây. Tuân chỉ. Sao rồi? Có chuyện lành dữ gì thì mau bẩm báo với hoàng thượng. Chẳng nhẽ trong tháng này không có ngày tốt nào sao? Dạ khởi bẩm hoàng thượng, trong tháng này ngày tốt thì có ngày 25, đặc biệt vào giờ Dần thì rất thuận cho việc khởi công hạ sơn. Thế nhưng khởi bẩm hoàng thượng, ngày 25 thì chẳng phải chỉ còn 2 ngày nữa thôi sao? Vậy thì cây quý sẽ sớm được đưa về kinh thành để khởi công cho cung điện mới rồi. Đây chắc chắn là một cung điện lớn nhất, tráng lệ nhất, giúp cho tên tuổi của bệ hạ lưu danh thiên hạ. Được. Truyền chỉ giờ Dần ngày 25, hạ cây chuyển về cung. Tuân chỉ. Chuẩn bị rìu sẵn sàng, đúng giờ Dần ngày mai sẽ hạ cây. Tuân lệnh. Đây là đâu? Ủa, cái cây kia. Khởi bẩm hoàng thượng, xin người hãy dừng việc triệt hạ ngôi nhà mà tôi đang cư ngụ. Nếu làm như vậy, mỗi lát chặt vào cây sẽ làm cho thân tôi vô cùng đau đớn. Ngươi là một cái cây tốt, rất thích hợp để xây dựng cung điện của trẫm. Trẫm đã hạ chỉ, việc cứ thế mà làm. Nhưng thưa hoàng thượng, thần đã sống ở đây rất lâu, việc rời đi như vậy thật không đành. Và cả việc chặt hạ cái cây sẽ khiến thần có thể mất mạng. To gan! Rời khỏi nơi rừng già âm u, ngươi được hiện diện ở giữa cung điện của trẫm, thì đó phải là điều vinh dự của ngươi. Vậy mà ngươi lại lưu luyến chốn này, mà không chịu thiên mệnh trẫm ban sao? Thần không dám. Nếu ý chỉ hoàng thượng đã vậy, thì ngài có thể đốn cây. Nhưng xin ngài hãy làm thế này, xin đừng chặt nó từ nơi gốc như người ta thường làm, mà ngài hãy cho người leo lên tới tận ngọn cây và cắt nó từ từ. Đầu tiên họ chặt một khúc, rồi một khúc nữa, cho đến khi họ chặt hết cả toàn cây. Nếu ta lệnh làm theo ý ngươi, chẳng phải điều ấy sẽ khiến ngươi càng thêm đau đớn hay sao? Mỗi lần chặt một đoạn, nỗi đau sẽ nhân lên, chỉ bằng cho hạ một lần ở gốc, như vậy ngươi sẽ đỡ hơn rất nhiều. Đúng vậy thưa bệ hạ, chặt từ khúc cây sẽ khiến thần đau đớn hơn bội phần. Nhưng nếu ngài làm theo lời thần đề nghị,
thì sẽ an toàn hơn cho các sinh vật khác ở trong khu rừng này. Ngài hãy nhìn quanh đây xem, thân cây của thần rất lớn. Nếu thần ngã xuống, nó sẽ đập trúng các cây thấp và giết hại vô số sinh vật bé nhỏ xung quanh. Xung quanh đây đó có thể là những tổ ấm của chim chóc, sâu bọ, và nó sẽ bị tàn phá và nhiều cây nhỏ khác sẽ bị hủy diệt nếu thần ngã xuống. Nhưng nếu ngài chặt cây từng khúc ngắn thì sẽ gây ra ít thiệt hại hơn. Vị thần cây tự nguyện muốn bị chặt hàng trăm lần để tránh không gây đau khổ cho những loài vật nhỏ trong rừng. Thần cây đã hết lòng hy sinh và có tình thương thật bao la biết bao. Còn ta lại quá ích kỷ, muốn đốn chặt cây vì thú vui và niềm kiêu hãnh của riêng mình. Truyền gọi quan cận thần. Sau giấc mộng của đức vua, ngài hiểu ra rằng việc gia tăng uy lực chẳng thể là việc khuếch đại xa hoa, mà chính là tình thương đối xử với mọi người. Đức vua đã ra lệnh giữ lại cây thần để lập miếu thờ cúng, và thay vì xây dựng cung điện mới, ngài ban lương thực cho những con dân nghèo khổ. Từ đó về sau, ngài trở thành vị vua chính trực, hiền đức, hết mực lo cho con dân của mình và được tiếng thơm lưu lại muôn đời. Túi tiền nhặt được hả con? Vâng ạ. An này, sáng nay sang nhà bác Tư bẻ ngô cho nhà bác ấy nhé. Bác ấy đang thu hoạch cần người lắm. Bác bảo sẽ trả 100.000 một ngày đó con. Vâng thưa mẹ, con sẵn sàng ạ. Con sẽ kiếm thật nhiều tiền để giúp mẹ. Nhà ta sẽ đỡ nghèo khổ và con sẽ được đi học. Phải rồi, nếu con ngoan thì nhất định may mắn và hạnh phúc sẽ tới. Nhớ là đừng bao giờ làm điều gì gian dối con nhé. Vâng ạ. Chào mẹ, con đi trước đây ạ. Ôi, tiền, sao nhiều thế? May quá, không có ai nhìn thấy. Mình phải về khoe ngay với mẹ. Từ giờ nhà mình sẽ hết nghèo khổ, mình sẽ được đi học. Con à, con định sống thế nào khi mà nhặt những thứ của người khác đánh rơi mang về nhà làm của riêng của mình? Đây lại là một số tiền rất lớn. Mẹ nghĩ con nên đem đưa cho công an để họ trả lại cho người đã đánh mất nó. Chắc giờ này họ đang rất buồn và lo lắng đó con. Rõ khổ, số tiền lớn thế kia mà. Cô ơi, có chuyện gì vậy? Ông ấy đang tìm túi tiền vừa đánh mất. Ông ấy bảo chỉ có rơi đoạn này thôi. Rõ khổ, đó là toàn bộ số tiền mà ông ấy đã tích góp được suốt cuộc đời dạy học của mình. Giờ đang mang tiền đi mua mảnh đất để xây trường học á, thì lại rơi mất. Bác ơi. Có chuyện gì thế cháu? Cháu có nhặt được túi tiền của bác. Mẹ cháu bảo phải mang trả lại người đánh mất. Ơn trời Phật, cảm ơn con. Cảm ơn con rất nhiều. Con cảm ơn thầy ạ. Mẹ con tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. Nhờ có thầy mà thằng bé An nhà tôi có thể đến trường như bao bạn bè trang lứa. Ơn huệ gì hả chị? Nếu không có chị và cháu, chắc cũng không có ngôi trường này đâu. Với lại tôi mở ngôi trường này, cốt là hy vọng có thể giúp tất cả trẻ em có thể đến trường học cái chữ học làm người. Mai sau các em có kiến thức, thực hiện những ước mơ của riêng mình và có thể trở thành người có ích cho xã hội. Những hợp đồng mua bán. Hôm nay tươi như hoa ấy. Hôm nay có hai cuộc hẹn với hai khách hàng quan trọng. Nếu hôm nay chốt nốt được hợp đồng bán hai căn này là tháng này tới đủ chi tiêu. Eo ơi, siêu thế. Thế thì tháng này có lương phải khao đấy nhé. Ok ngay. Nếu mọi chuyện suôn sẻ như thế thì tớ đủ tiền để đưa mẹ đi phẫu thuật cái khớp gối. Dạo này trở trời, mẹ tớ càng ngày càng đau nặng.
Ừ, cố lên. Người già mà đau gối khổ sở lắm. Chúc bạn tôi hôm nay may mắn nha. Ừ, cảm ơn cậu. Ôi, khách hẹn gọi. Alo, em chào anh. Anh tới chưa ạ? Em đang chờ anh rồi ạ. Anh tới rồi. Anh đang đứng ở sảnh. Dạ, anh chờ em xuống ngay. Ok, cảm ơn em. Dạ, mời anh và hai bác vào xem nhà ạ. Bố mẹ vào với con. Dạ, cháu mời hai bác tham quan căn hộ mà anh Hùng rất ưng ý ạ. Bố mẹ thấy sao ạ? Đẹp quá con ạ. Vâng, con cũng thấy rất ưng vì nó thoáng mát. Không rộng, nhưng thiết kế hợp lý, tiện lợi. Hai phòng ngủ rất ấm cúng. Ừ, đẹp quá. Nhà đẹp thế này chắc là đắt lắm. Dạ, con may mắn tìm được căn hộ này. Giá rất hợp lý, chỉ vừa đúng 800 triệu. Con không phải vay thêm ít nào bố mẹ hả? Thật thế hả? Con không phải vay thêm thật chứ. Thế thì tốt rồi. Bố mẹ nghe nói trên này nhà cửa đắt đỏ lắm, toàn tiền tỷ. Nếu cố gắng mà phải vay ngân hàng thì con cứ từ từ, đừng có vội. Vay rồi lãi hàng tháng, gánh nặng lắm con à. Mà bố mẹ thì không giúp được gì cho con. Con biết, con đủ tiền mua, nên mới mời bố mẹ đến xem nhà để quyết định. Bố mẹ cứ yên tâm, con không phải vay mượn gì đâu. Từ nay anh em con có nhà cửa ổn định rồi, cho nó yên tâm học hành. Bố mẹ ở quê cũng yên tâm, mà lên chơi với anh em con thì cũng có chỗ ở đàng hoàng, con mừng lắm. Ừ, bố mẹ cũng mừng lắm. Đúng là tài sản lớn cả đời bố mẹ cũng không dám nghĩ tới. Kìa mẹ, mẹ đừng có khóc. Bố mẹ đi tham quan các phòng và ban công đi. Xem ngoài ban công con có treo được mấy chậu lan của bố không? Ừ, để bố mẹ đi xem nhé. Nhà đẹp quá bà nhỉ. Vâng, đẹp thật ông à. Anh không muốn để bố mẹ biết là căn hộ này giá 1.2 tỷ, vì biết anh phải vay thêm ngân hàng 400 triệu nữa. Bố mẹ lại lo lắng, suy nghĩ. Các cụ già rồi, chuyện vay mượn tự anh lo liệu được. Vâng, em hiểu rồi. May mà em chưa làm lộ chuyện. Em hướng dẫn giúp anh các thủ tục và giấy tờ cần thiết để vay ngân hàng nhé. Anh mong có thể nhận nhà sớm nhất có thể. Anh yên tâm, em sẽ lo các thủ tục cho anh. Chỉ mất khoảng 15 ngày là xong tất cả thôi ạ. Cuối tháng là anh và hai bác có thể vào nhà mới rồi. Vậy thì tốt quá. Cảm ơn em rất nhiều. Ly, thế nào, chốt được hợp đồng với khách chưa? Rồi nhé. Ui, thích quá. Bảo sao nhìn mặt tươi thế. Vui vì bán được căn hộ chỉ là một phần. Chủ yếu là sáng nay gặp được một người khách thật sự tuyệt vời. Thật á? Ừ, đi. Đi ăn trưa rồi tớ kể cho. Hy vọng chiều nay sẽ gặp được một vị khách đáng yêu như thế nữa. Đi. À, đẹp quá. Đấy, con nói có sai đâu. Mẹ phải chốt luôn cho con trong tháng này đi. Phải có nhà cửa đàng hoàng thì con mới yên tâm đi làm chứ. Ừ, mẹ cũng muốn lắm chứ, nhưng chưa vay mượn đủ. Mẹ cũng chẳng biết phải làm sao. Vẫn còn thiếu 50 triệu nữa con à. Tối nay để mẹ về quê rồi ra nhà nói chuyện với cô chú Đạt, nhờ cậy người ta xem sao. À, vâng, nhà cô chú ấy giàu thế, với nhà mình lại là chỗ thân tình. Chẳng qua mẹ chưa hỏi thôi, chứ mẹ mà hỏi kiểu gì chẳng được. Mua nhà không chần chừ được đâu mẹ ơi. Mình mà không chốt nhanh, người khác lại mua mất thì... Đúng là Hà Nội có khác, đắt đỏ thật đây. Có 50 mét vuông mà những 1.5 tỷ. À, dạ không ạ. Mẹ, không cao đâu, bao nhiêu người mua rồi. Đây là một trong những căn cuối cùng đấy. Mẹ không sống ở Hà Nội nên không biết. Khu này địa thế đẹp, giao thông thuận lợi, lại sầm uất nhất rồi. Ngay sát tòa nhà lại có cả công viên cây xanh rộng, khí hậu tuyệt lắm mẹ ơi. Ừ, ấy là mẹ nói thế thôi. Anh ơi, căn hộ này bên em báo giá anh là 1.2 tỷ thôi ạ. Anh biết, nhưng anh đang cần tiền. Việc riêng của anh cứ để anh giải quyết. Chỉ cần em cứ bảo với mẹ anh giá là 1.5 tỷ, thế là được rồi. Mẹ anh không có nghi ngờ gì đâu. Em cố gắng lập thêm giúp cho anh một hợp đồng ảo giá 1.5 tỷ nhé. Để anh đưa mẹ anh cầm cho mẹ anh yên tâm. Anh sẽ tặng riêng cho em 10 triệu sau khi mọi thủ tục mua bán hoàn thành. Mẹ, mẹ thấy không gian bên ngoài thích không mẹ? Ờ...
Anh không muốn để bố mẹ biết là căn hộ này giá 1.2 tỷ, vì biết anh phải vay thêm ngân hàng 400 triệu nữa. Bố mẹ lại lo lắng, suy nghĩ, các cụ già rồi. Anh biết, nhưng anh đang cần tiền. Việc riêng của anh cứ để anh giải quyết. Chỉ cần em cứ bảo với mẹ anh giá là 1.5 tỷ, thế là được rồi. Mẹ anh không có nghi ngờ gì đâu. Em cố gắng lập thêm giúp cho anh một hợp đồng ảo giá 1.5 tỷ nhé. Để anh đưa mẹ anh cầm cho mẹ anh yên tâm. Anh sẽ tặng riêng cho em 10 triệu sau khi mọi thủ tục mua bán hoàn thành. Hôm nay là ngày gì vậy? Cả hai người khách cùng nói dối về giá căn hộ. Nhưng... Nếu không có gì thay đổi thì thứ hai tuần sau anh sẽ chồng đủ tiền. Em cứ chuẩn bị sẵn hợp đồng mua bán cho anh đi nhé. Em nghe thấy anh nói gì không? Dạ, em xin lỗi. Nhưng em không thể. Em nói gì? Em chỉ có thể lập được những hợp đồng mua bán căn hộ, chứ không thể lập được những hợp đồng mua bán lương tâm. Em xin lỗi. Em... Cả một đời quá dài. Bố yên tâm đi, con sẽ tìm công việc làm thêm nào đấy, không quá vất vả, để con tập trung chuyện học hành. Bố đừng lo nha bố. Ở trên thành phố có rất nhiều việc phù hợp để những sinh viên như tụi con làm thêm, không phải những việc tay chân vất vả như ở quê mình đâu. Con không cần phải đi làm thêm làm gì cho cực khổ, bố vẫn lo được cho con mà. Không sao đâu mà bố, con lớn rồi mà. Giờ con đã là sinh viên đại học, chứ có còn bé bỏng gì nữa đâu. Con cũng muốn tự lập một chút chứ bố. Lâu nay bố đã một mình vất vả nuôi con khôn lớn rồi. Giờ con chỉ mong có thể khiến bố bớt gánh nặng trong cuộc sống. Bố đừng quá lo lắng cho con, mà hãy dành thời gian để tận hưởng cuộc sống đi bố. Cái con bé này, cái gì mà vất vả, cái gì mà gánh nặng chứ. Bố không sao hết, bố còn nuôi con được đến già ấy chứ. Bố ơi, bố phải lo mà tìm ai đó để bầu bạn tâm sự tuổi già đi. Giờ con đi học xa, cứ nghĩ bố một thân một mình ở quê, con lo lắm bố ơi. Mà Hà này, bố đang định nói với con chuyện này. Chuyện gì vậy bố? Đừng nói là bố đã có người bầu bạn rồi đó nha. Bố làm con bất ngờ quá đấy. Không phải chuyện đó đâu. Chuyện là cũng đã 10 năm rồi. Nghe nói giờ sức khỏe của mẹ con cũng không tốt. Hay con thử gặp bà ấy đi. Cái gì? Bố đang nói về người phụ nữ đã bỏ rơi bố con mình bao năm nay ấy hả? Con bình tĩnh đã đi nào Hà. 10 năm hay 50 năm nữa, con cũng không muốn biết gì về bà ấy. Hay có ý định gặp bà ấy đâu bố. Bố đừng nhắc chuyện này với con một lần nào nữa. Hà, con nghe bố nói đã. Con không muốn nghe về bà ta nữa. Trời ơi là trời, ta phải làm sao với con bé đây? Ôi, nhà của chú đẹp quá chú Minh ơi. Bà cháu thật sự cảm ơn chú nhiều lắm hả? Vì chú đã nhận cháu về làm việc ở đây. Chú thật không ngờ ông bạn chú lại có cô con gái lớn tướng thế này rồi. Nghe bố cháu giới thiệu cháu sinh viên ngành y, lại đang tìm công việc làm thêm. Chú mừng quá, đúng người chú đang cần rồi. Cô nhà chú sức khỏe không được tốt, đợt này từ bệnh viện về, chú muốn tìm người đến chăm sóc đỡ đần cho cô. Bố cháu cũng rất mong cháu có thể giúp được cô chú đó ạ. Cháu sẽ cố gắng. Mà cô bị bệnh gì mà phải đi viện vậy chú? Cô mắc bệnh tim cháu ạ. Cô không làm việc nặng được, cũng luôn phải giữ tâm lý vui vẻ thoải mái thì sức khỏe mới ổn định được. Ra là vậy. Chú yên tâm đi, cháu sẽ phụ giúp cô việc nhà và không để cô phải phiền lòng đâu chú. Cháu không cần quá lo lắng đâu. Chỉ cần có cháu ở đây là đủ khiến cô chú vui vẻ rồi. Wow, nội thất bên trong nhà chú được sắp xếp thật đặc biệt nha. Chắc chắn người chọn mua và sắp xếp nó phải rất tinh tế, lãng mạn lắm đây. Nhìn món đồ nào cũng dễ thương, xinh xắn hết. Là cô chú cùng mua sắm và sắp xếp đấy, cháu cứ quá khen. Cháu một mình đi học ở thành phố chắc cũng buồn lắm.
từ nay cháu cứ thoải mái coi đây như là nhà, và xem cô chú là gia đình thứ hai của cháu nha. Ừ, thật hả chú? Cháu không phải ngại đâu. Nếu cô chú có con, chắc nó cũng lớn gần bằng cháu rồi ấy chứ. Nhưng tiếc là sức khỏe của cô không tốt, nên chú cũng không đặt gánh nặng con cái lên cô làm gì. Quan trọng cô chú sống bên nhau hạnh phúc là được. Thì ra là thế. Thật hiếm có người chồng nào tâm lý mà biết nghĩ cho vợ như chú đó. Không có gì đâu cháu. Nếu chú vì muốn có con mà khiến cô phải nguy hiểm đến tính mạng thì thật là một người chồng tồi tệ rồi. Cô ốm phải vào viện lâu như vậy mà những chậu hoa này vẫn tươi tốt chú nhỉ? Thật ra thì cả khi cô còn ở nhà, người chăm sóc cho chúng chủ yếu là chú mà. Thật hả chú? Chú thích trồng hoa như vậy hả? Cháu thấy không chỉ chậu hoa này mà còn cả vườn hoa trước sân đều tươi tốt cả. Vợ chú rất thích hoa, cô ấy lãng mạn lắm. Chú vì vậy mà cũng đi tìm hiểu, chăm bón những cây hoa để vợ chú lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, tươi trẻ. Đúng là nhất cô rồi đó chú. Có gì đâu, mấy chuyện này cũng không quá khó khăn hay mất thời gian. Chú làm được thì cứ làm thôi, miễn sao thấy cô vui vẻ hạnh phúc là chú cũng vui rồi. Một lát nữa vợ chú từ bệnh viện về, Hà phụ chú nấu một bữa tối thật ngon nha. Dạ vâng ạ. Nhà chú có hai vợ chồng thôi mà sao nhiều bát đĩa quá vậy? Còn có rất nhiều khăn trải bàn nữa chứ. Vợ chú khá là cầu kỳ. Cô ấy sắm sửa bát đĩa hơn là quần áo. Cô ấy nói rằng việc dùng một chiếc khăn trải bàn hay một bộ bát đĩa đẹp cũng khiến cô ấy ăn ngon hơn. Biết vậy nên chú thỉnh thoảng cũng để ý mua cho cô ấy những chiếc khăn trải bàn hợp màu với những bộ bát đĩa. Cô ấy có vẻ thích thú và ăn ngon hơn con ạ. Wow, chú đúng là người chồng tâm lý đó. Bố cháu chẳng bao giờ quan tâm đến mấy chuyện như trồng hoa, trang trí nhà hay là nấu nướng đâu chú. Có gì đâu, con bé này, mỗi người một tính mà cháu. Là bánh táo phải không chú? Nhìn ngon quá đi. Cô rất thích bánh táo. Chú đã được nếm không biết bao nhiêu loại bánh táo khác nhau do cô ấy nấu rồi đấy. Cô chú thú vị thật. Cùng nhau làm mọi chuyện từ sắp xếp đồ đạc, trồng hoa hay nấu ăn. Vợ tung chồng hứng, ăn ý ghê cơ. Cũng gần 10 năm nay rồi đấy. Vậy mà vẫn lãng mạn như vậy, đúng là hiếm có khó tìm. Sao vậy cháu? Sao tự nhiên lại thở dài buồn bã thế? Tự nhiên nhìn món bánh táo này, cháu lại nhớ đến mẹ của cháu. Trong trí nhớ năm 10 tuổi của cháu thì mẹ cháu vốn là một người, nói thế nào ta, là kiểu phụ nữ thích đọc sách, nho nhã, lịch sự. Mẹ cháu suốt ngày than trách việc bố cháu khô khan, không lãng mạn, không hay trò chuyện tâm sự với mẹ. Hai bố con nếm thử xem món bánh táo em làm theo công thức mới thế nào đi. Nhìn ngon quá đi mẹ ơi. Anh à, anh đang thử một miếng đi anh. Ôi trời ơi, em không thấy anh đang bận đọc tin tức à? Mà ba cái thứ bánh ngọt anh có bao giờ thích ăn đâu. Em cứ vẽ ra làm gì? Nhưng cháu tự hỏi, tại sao mẹ có thể lấy những khuyết điểm đó ra làm lý do ly hôn được chứ? Đâu phải đàn ông ai cũng tâm lý và chu đáo như chú đâu. Mọi người đều phản đối quyết định ly hôn của mẹ cháu. Ai cũng thấy rõ ràng bố cháu là một người đứng đắn, biết tu chí làm ăn, hiếu thuận và lo lắng cho gia đình. Một người đàn ông tốt như ba của cháu, mẹ cháu còn đòi hỏi cái gì nữa? Con đi cùng với mẹ nha. Mẹ biết bố con rất tốt, chỉ là bố mẹ không hợp để đi cùng với nhau nữa. Hy vọng con có thể hiểu cho mẹ.
không đi đâu. Nếu mẹ mà bỏ bố đi thì con không đi với mẹ đâu. Sao em lại muốn ly hôn chứ? Anh đã làm gì sai? Anh không làm gì sai cả, chỉ là chúng ta không hợp nhau. Em xin lỗi. Đến tận bây giờ cháu vẫn không thể hiểu được tại sao năm ấy mẹ cháu lại nhất quyết muốn ly hôn với bà của cháu. Tại sao mẹ cháu lại không thể gạt đi những điều nhỏ nhặt kia để bên cạnh bố cháu? Mẹ cháu đã quá ích kỷ rồi. Giờ cháu đã lớn rồi, hãy thử nghe bà ấy nói chuyện một lần, biết đâu cháu sẽ hiểu cho mẹ cháu hơn. Vô ích thôi, cháu không thể tha thứ chuyện năm xưa bà ấy bỏ rơi bố cháu chỉ vì những lý do ích kỷ như vậy được. Ừ, chuyện này chúng tôi đã về rồi đây. Hình như là tiếng của bố cháu. Bố, sao lại... Có một chuyện mà bố cháu và chú còn chưa nói với cháu. Đây là người vợ mà chú đã kể với cháu. Gì vậy? Mẹ cháu là vợ của chú sao? Mọi người lừa cháu đến đây phải không? Đã 10 năm rồi, mẹ xin con hãy hiểu và tha thứ cho mẹ. Chú xin lỗi, nhưng chú chỉ muốn bằng một cách nào đó giúp cháu hiểu ra mọi chuyện. Chú muốn cháu phải ngưỡng mộ chuyện tình của mẹ cháu và chú. Chú chỉ muốn cho cháu thấy mẹ cháu đã sống hạnh phúc thế nào khi bỏ lại bố cháu thôi phải không? Bao nhiêu năm rồi, tại sao con vẫn chẳng thể hiểu cho mẹ? Con hiểu cho mẹ thì ai hiểu cho ba của con? Hà, con bình tĩnh nghe bố nói đi. Bố không phải nói gì nữa đâu. Dù thế nào thì con cũng sẽ không bao giờ quên bao năm qua bố đã cô đơn buồn khổ như thế nào. Hà, 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 đừng khóc nữa con. Con nghe bố nói này, bố thật sự không còn giận mẹ con nữa. Con đã gặp chú Minh, con cũng hiểu phải không? Đó mới là người thực sự phù hợp với mẹ con. Vợ chú rất thích hoa, cô ấy lãng mạn lắm. Chú vì vậy mà cũng đi tìm hiểu, chăm bón những cây hoa để vợ chú lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, tươi trẻ. Đúng là nhất cô rồi đó chú. Con biết không, tình cảm thường sẽ không mất đi vì những chuyện lớn lao, mà là từ những thất vọng nho nhỏ tích tụ từng ngày cho đến khi trở thành vết thương chí mạng. Mẹ con và bố đã không thể ở bên nhau cũng vì điều đó. Cả một đời thật sự quá dài, vì thế nên không thể cam phận sống cùng một người không phù hợp với mình con ạ. Mẹ, con xin lỗi. Bản đăng ký bí mật. Cậu mua gì tặng mẹ chưa? Mua gì là sao? Nhân dịp gì? Cậu chả tâm lý gì cả. Hôm nay là ngày Valentine mà. Ngày Valentine là dành cho các cặp đôi mà. Chán cậu ghê, mẹ cậu sẽ buồn lắm đấy. Ừ nhỉ, tớ vô tâm quá. Từ hôm qua ba tớ đã rục rịch đặt nhà hàng này, ba tớ còn đèo đi chọn váy cho mẹ nữa, hoành tráng luôn. Thôi tớ đi đây, ba đến rồi, còn qua đón mẹ. Nhanh lên con. Không biết mẹ đã về chưa nhỉ? Mẹ, con tặng mẹ nè. Sao tự nhiên con lại tặng hoa cho mẹ thế này? Thì hôm nay là ngày lễ tình yêu mà mẹ. Chà, mẹ quên là con trai của mẹ đã là thanh niên rồi đấy. Con biết đến ngày này nữa, mẹ cảm ơn con nhé. Chà, thơm quá. Hoa hồng con trai mua có khác,
lại càng thơm hơn. Để mẹ đi cắm, bao giờ héo mẹ phải ép lại mới được. Mẹ, sao con? Dạ không ạ. Thôi con lên học bài đây. Mẹ ơi, mẹ có buồn không? Con chưa ngủ à? Mẹ ơi, con nghiên cứu cái này một lúc nữa rồi ngủ ạ. Mẹ yên tâm, con không chơi game đâu ạ. Ừ, liệu ngủ sớm mai còn đi học nha con. Mẹ ngủ trước nha. À, đây rồi. Mẹ ơi, nhanh không muộn mất. Con thấy mẹ thế nào? Wow, hôm nay mẹ đẹp thế. Thì mấy khi con trai mời đi xem biểu diễn, nhỡ gặp các bạn của con phải đẹp chứ. À vâng, đúng rồi, đi thôi mẹ. Mẹ ơi, lát mẹ phải cố gắng lên nhé, đừng phụ công con. Xin chào quý vị khán giả, chào mừng đến với chương trình Hòa Nhịp Trái Tim. Hôm nay chúng ta sẽ mở màn với một cặp đôi vô cùng đặc biệt. Xin giới thiệu chị Minh Hà, hiện là kỹ sư công ty Giải Pháp Xanh. Xin mời chị lên sân khấu. Ờ, gì thế nhỉ? Người ta có nhầm không? Sao lại là tên mẹ? Không nhầm đâu mẹ ơi, là con đăng ký đấy ạ. À, mẹ lên đi, nhanh lên mẹ. Con đùa đấy à? Lên cái gì mà lên, đi về, nhanh. Con Minh Hà đây ạ. Mẹ không đùa đâu. Con cũng nghiêm túc mà. Xin mời chị lên sân khấu ạ. Thưa quý vị, hôm nay một vị khách mời lại đi lên từ hàng ghế khán giả, chứ không phải từ cánh gà. Vì sao ạ? Vì cô ấy có lẽ vừa mới biết mình là chủ nhân của một nửa sân khấu. Và hãy cùng chào đón người đàn ông lịch lãm của chúng ta, doanh nhân Duy Sơn. Xin chào anh. Anh Sơn thân mến, động lực nào khiến anh đăng ký đến tham dự số đặc biệt này? Bạn bè thương tôi một thân một mình nên cứ động viên đến chương trình suốt. Rồi vô tình tôi đọc được bản đăng ký của chị ấy. À, đúng hơn là cậu con trai của chị ấy. Tôi thật sự bất ngờ. Trời ơi, tôi còn không biết thằng bé tự gửi bản đăng ký nữa. Thật sự tôi không có ý định đến đây để tham gia tìm một nữa. Cháu nó còn nhỏ dại, mong các anh chị thông cảm, cho tôi xin phép. Ấy, chị cứ bình tĩnh, biết đâu sau cuộc trò chuyện với anh Duy Sơn, chị sẽ thay đổi quyết định thì sao? Chị hãy tự cho mình một cơ hội chứ. Tôi xin phép chị Minh Hà một chút, chị không muốn biết nội dung bản đăng ký của cháu đặc biệt ra sao ư? Tôi... Đúng là chúng ta chưa biết gì về nhau, tôi cũng chưa sẵn sàng cho việc bước đi bước nữa. Nhưng vì bản đăng ký đó tôi đã đến. Chào Hưng, cháu ở đâu? Chào chú hả? Cháu đây. Chú không biết có đáp ứng đủ các yêu cầu của cháu không? Không biết mẹ cháu có thích chú không nữa? Nhưng chú thực sự ngưỡng mộ mẹ cháu vì có cậu con trai chín chắn, tình cảm và thương mẹ thế này. Và chắc chắn mẹ cháu cũng là một người mẹ rất tuyệt vời mới có thể một mình nuôi dạy được cậu con trai tuyệt vời như cháu. Mẹ là người cháu yêu nhất và thương nhất, nhưng cháu còn quá nhỏ để hiểu được hết những tâm sự và nỗi buồn của mẹ. Khi không có ba bên cạnh, cháu không thể chia sẻ hết với mẹ những lúc mẹ buồn. Cháu rất mong sẽ có một người tốt làm điều đó. Cháu sẽ rất biết ơn. Con trai, chúng ta sẽ xin mẹ cháu một buổi hẹn nhé. Một bữa tối ba người. Chị thấy sao ạ? Chị Minh Hà. Chị Minh Hà đừng từ chối nhé. Nhìn ánh mắt của cậu bé dưới kia kìa. Nỗ lực lắm, bản đăng ký mới có thể vượt qua cả ngàn lá thư đó. Tôi cảm ơn sự thân thiện của anh Duy Sơn. Cảm ơn con trai đã nghĩ cho mẹ. Nhưng thực sự mẹ chỉ cần nhìn thấy con khôn lớn trưởng thành thôi. Những chuyện khác mẹ không màng đến. Còn con chỉ muốn nhìn thấy mẹ hạnh phúc như mẹ của các bạn con thôi. Con không muốn mẹ chịu đựng một mình đến già. Mẹ nói mẹ thương con, mẹ hãy vì con mà cho chú ấy một cơ hội đi. Đồng ý đi, đồng ý đi. Chị Minh Hà thân mến, tôi biết có nhiều điều khiến chị ngần ngại, nhưng hãy vì con trai của chị, người chị yêu thương nhất, cho chính mình một cơ hội. Một người mẹ tuyệt vời xứng đáng được hạnh phúc, có phải không quý vị? Mẹ ơi, hơn ai hết mẹ xứng đáng được.
được hạnh phúc như các bà mẹ khác. Con chỉ cần thế thôi. Nhóc con à, cảm ơn con đã nghĩ cho mẹ. Con đã trở thành một chàng trai thực sự rồi. Gió mùa xuân tới. Đồ tồi, tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Cô trông giống như một nàng công chúa lâm nạn. Tôi đúng là lâm nạn, nhưng tiếc là không phải công chúa. Tôi là Nguyên, vậy nếu tôi muốn giúp người lâm nạn thì có thể ngồi đây chứ. Anh... Khanh gặp Nguyên tình cờ như vậy, có thể bởi rượu hay bởi trái tim quá đau đớn. Khanh đã đem hết chuyện của mình kể cho người đàn ông lạ. Tâm trạng cô đang như vậy, trước hết nên về nhà nghỉ ngơi. Cô cũng đừng tìm đến quán rượu này nữa. Đời người đâu chỉ yêu một lần, chẳng có ai rời bỏ ai mà không thể sống nổi. Thất tình đó, nghe nói cái anh hùng gì đó bỏ chị ấy theo cô gái khác rồi. Nhưng nhìn cách cô ấy làm việc cứ bình thản như không ấy. Anh ấy nói đúng, chẳng có ai rời xa ai mà không thể sống nổi. Mình không thể vì kẻ phản bội mà gục ngã. Cô Khanh này, cô dịch giúp tôi bản chào chương trình mới sang tiếng Anh nhé. Nhân tiện qua công an thành phố công chứng giúp tôi tập hồ sơ năng lực. Dự án này rất quan trọng. Dạ, em sẽ lưu ý ạ. Có phải công chúa lâm nạn? Anh Nguyên? Đúng là cô Khanh rồi. Tôi cũng đến công chứng hồ sơ. Rất vui được gặp lại anh. Thành phố này nhỏ thật. Nhỏ nhưng cũng dễ bị lạc đó. Nhìn cô nàng công sở nghiêm túc như em, chẳng mấy khi đi ngắm phố phường. Là dân thổ địa, tôi sẵn sàng làm hướng dẫn viên cho em. Em đồng ý không? Tôi làm việc ở đây, nhưng thú thật, cũng hiếm khi lanh quanh phố xá thật. Thật không thể tin nổi, trong thành phố này vẫn còn cô gái không biết nơi này đấy. Em vào nhớ nhẹ chi kẻo hết tiền đấy. Ớ, anh quá sai, vẫn còn đầy người chưa biết như em. Anh... đó là người đã phụ bạc em phải không? Ánh mắt em khi nãy giống hệt như khi anh gặp em lần đầu ở quán rượu Star Club. Anh không muốn nhìn thấy nó một lần nào nữa. Khanh, hãy để anh chữa lành vết thương trái tim em. Ừ, anh Nguyên. Sự xuất hiện của Nguyên như cơn gió buổi sáng mùa xuân tươi mát thổi đến bên đời Khanh, làm xoa dịu nỗi đau của Khanh, khiến trái tim cô một lần nữa muốn được yêu thương. Này, bọn em thấy người của chị rồi nhé. Trời ơi, đẹp trai phong độ quá chừng luôn. Này, chị gặp anh ấy ở đâu đấy? Để em cũng ra đó đi tìm bạch mã hoàng tử của đời mình. Thật hả? Em muốn biết thật hả? Chị gặp anh ấy lần đầu ở quán rượu đấy. Quán nào ạ? Là quán Star trên phố Thiên Thanh. Hả? Quán Star Club à? Sao lại là quán đó? Em không quan tâm đến nhịp sống đêm của thành phố này nên không biết đó thôi. Chị nghe nhiều người bàn tán Star Club là quán rượu tình một đêm, đã từng bị cảnh sát điều tra nhưng chưa có chứng cứ bắt phạt. Người đứng đắn không qua lại nơi đó đâu. Mà cậu Nguyên làm nghề gì em có biết không? Có lần em hỏi nhưng anh ấy nói không rõ lắm, chỉ biết là dân văn phòng. Nhập nhoàng thế thì rõ rồi. Dù là sao đi nữa, Nguyên là người ở đây, anh ấy hẳn biết rõ. Vậy mà vẫn hay ghé tới. Chuyện này... Anh à, lát nữa mình đi ăn tối rồi đi xem phim với em nhé. Ôi, hôm nay văn phòng phải giải quyết hồ sơ gấp, để mai được không em? Ờ, vâng. Trời ơi, mày còn quan tâm gì đến cơn gió độc đó nữa? Chỉ có thể trách mày quá khờ khạo, tự làm mình đau thêm lần nữa. Tôi đã biết tất cả về anh, đừng bao giờ tìm tôi nữa. Em... sao em lại tới đây? Tin nhắn vừa rồi em... Anh hiểu rồi, anh biết em giận anh vì thế. Nhưng bí mật của công việc anh không thể tiết lộ được. Anh xin lỗi, giờ anh thú thật,
Anh là một cảnh sát. Tụ điểm này bọn anh đã điều tra nhiều năm nay mà chưa có chứng cứ kết tội. Ở đây người buôn bán phụ nữ với hình thức rất tinh vi, nên anh mới... Anh không phải nói gì nữa, em hiểu hết rồi. Lần đầu thấy em ở đây, thấy vẻ mặt thất vọng của em, anh ái ngại sẽ có chuyện không hay với em, nên chủ động tới bắt chuyện. Không ngờ đó là duyên gặp gỡ của mình. Em... Nếu hôm đó em không gặp anh, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Em đã hiểu lầm anh rồi, anh tha lỗi cho em nhé. Gốc cây tương xứng với con hay không? Mẹ, mẹ nói về chuyện này quá nhiều rồi, cho mẹ muốn như thế nào đi? Mẹ muốn con phải chấm dứt ngay. Tình cảm mà sao nói dứt là dứt được mẹ? Sao lại không dứt được chứ? Yêu chơi chơi thì mẹ không cấm, nhưng con sẽ đi du học, sẽ nối nghiệp gia đình ta. Giờ tình cảm còn chưa quá sâu sắc thì mau nhanh chóng dứt bỏ đi con. Mà đang yêu nhau, giờ con biết nói với cô ấy thế nào bây giờ? Sao mà không nói được? Nói thẳng ra là không tương xứng, vậy thôi. Anh nói sao? Chúng ta sẽ chia tay. Anh xin lỗi. Tại sao? Em có lỗi gì chứ? Chúng ta đã từng có với nhau biết bao kỷ niệm. Lẽ nào anh... Chúng ta thực sự không hợp nhau. Anh đã nói rằng anh yêu tôi, rằng anh hứa sẽ ở bên tôi suốt cả cuộc đời. Vậy mà giờ đây chỉ nói đúng một câu không hợp rồi chia tay hay sao? Cuộc sống chuyện gì cũng có thể xảy ra hết, mọi thứ đều có thể thay đổi, tình yêu cũng thế mà. Phải chăng anh đã có người khác rồi? Anh thực ra thì mà cũng có thể như thế. Cũng có thể. Anh thật khốn kiếp. Amber, em dạo này thế nào rồi? Em còn nhớ anh chứ? Chào các cậu, hôm nay tớ đến báo tin vui đây. Giới thiệu với các cậu, đây là Peter, chồng sắp cưới của tớ. Amber của tôi đã kể về các bạn nhiều lắm, rất vui được gặp mọi người. Thật chứ, chúc mừng hạnh phúc của cậu nha Amber. Amber của tôi, em sắp lấy anh ta sao? Leo, lâu quá rồi phải không? Anh vẫn ổn chứ? Cảm ơn em, anh vẫn vậy thôi. Đáng lẽ chiều nay người bên cạnh Amber phải là mình, là mình chứ không phải anh ta. Anh ta chỉ là kẻ đến sau mà thôi. Thật khó chịu mà. Alo, Leo đấy à? Anh gọi em vào giờ này có chuyện gì thế? Amber, em vẫn lưu số của anh sao? Hóa ra em chưa từng quên anh. Mình gặp nhau một lát ở quán cà phê cũ được không? Anh có chuyện quan trọng muốn nói. Amber, đã 6 năm trôi qua rồi, em vẫn ổn chứ? Dạ vâng, em ổn. Anh thấy đấy, em sắp kết hôn với Peter. Thế còn anh ổn chứ? Anh không ổn lắm. Hả? Không ổn sao? Đúng vậy, bởi vì anh vẫn không thể thôi hối hận. Hối hận vì điều gì? Vì ngày ấy anh đã chọn cách rời xa em. Anh hẹn gặp em ngày hôm nay ở đây để nói chuyện đó hay sao? Đúng vậy. Amber, anh muốn quay trở lại sửa chữa lỗi lầm của mình. Anh vẫn còn yêu em, vẫn còn rất yêu em. Tất cả chỉ là dĩ vãng thôi Leo. Em nghĩ ngày ấy chúng ta còn quá trẻ, phạm sai lầm là chuyện bình thường. Rồi anh cũng sẽ tìm thấy một nửa đích thực của mình thôi. Không đâu Amber, kể từ khi gặp lại em, anh biết anh chưa bao giờ quên được em. Hãy trở về bên anh đi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Em nghĩ những lời ấy bây giờ không còn phù hợp với em nữa. Muộn rồi, em về trước đi. Amber. Cô Amber, có người xưng là Leo gửi hoa cho cô. Xin cô nhận giùm tôi. Trời ơi, Leo là ai thế chị Amber? Fan hâm mộ bí mật của chị hả? Em tưởng chồng sắp cưới của chị là Peter chứ. Anh đừng phiền phức như thế có được không?
ai cũng biết em sắp kết hôn. Họ sẽ nghĩ gì nếu như thấy một người đàn ông khác tặng hoa cho em? Một bó hoa đã là gì chứ? Anh sẽ làm mọi cách để em phải quay về với anh. Anh, dù anh có làm gì đi chăng nữa cũng không còn ý nghĩa gì với em nữa đâu. Khuya thế này rồi còn có số điện thoại lạ nào nhắn tin vậy chứ? Amber và... Amber, quay lại nhanh giải thích đã. Leo, em không ngờ anh lại giở trò bỉ ổi như vậy. Tại sao anh lại gửi những bức hình cũ của chúng ta cho Peter chứ? Sao, anh ta có giận dữ với em ư? Anh chỉ muốn nói cho anh ta biết em là của anh mà thôi. Anh mất trí thật rồi Leo. Anh chưa bao giờ biết yêu ai mà chỉ yêu chính bản thân của mình mà thôi. Sao em lại nói vậy chứ? Anh yêu em và làm tất cả vì muốn có được em. Peter cần biết chúng ta đã từng yêu nhau như thế nào. Chỉ cần gửi anh ta những tấm ảnh ấy thì anh ta mới biết được câu chuyện tình yêu của chúng ta mà thôi. Leon, anh thật quá đáng. Khi xưa anh nhất quyết chia tay, bỏ mặc tôi, mặc cho tôi đau khổ níu kéo. Bây giờ anh lại quay về và đòi lại tôi là sao? À mơ, hãy tha thứ cho anh. Nếu có phép màu quay ngược thời gian, anh sẽ lựa chọn khác đi và không bao giờ đánh mất em thế này đâu. Amber, em không thể đi như vậy được. Amber. Leo, anh đừng đi. Anh nói chúng ta sẽ bên nhau suốt đời mà. Anh xin lỗi Amber, anh phải đi rồi. Leo, nhưng chúng ta không thể rời xa nhau như thế này được. Em vẫn còn yêu anh lắm. Amber, anh xin lỗi. Tạm biệt em. Nơi này là nơi nào? Chẳng lẽ đây là chào mừng Leo đến với khu vườn thanh xuân của chúng ta? Khu vườn thanh xuân? Thật kỳ lạ. Sao nhìn anh lại giống y hệt tôi vậy? Phải rồi, tôi chính là vị thần canh giữ khu vườn thanh xuân của anh. Hiện thân của tôi mà anh nhìn thấy chính là anh ngày 20 tuổi đó Leo. Mỗi cây trong khu vườn này được trồng tượng trưng cho những gì đã xuất hiện trong quá khứ của anh đấy. Vậy cái cây kia chính là Amber của tôi sao? Đúng vậy. Tại sao cái cây mang tên Amber lại thấp bé non yếu đến vậy, trong khi những cây khác đều cao lớn xum xuê? Anh chăm bón kiểu gì vậy chứ? Đâu phải tại tôi, là do lựa chọn của anh đấy chứ. Tuổi thanh xuân của anh đã không chọn cô ấy. Tại tôi đã không chọn lựa cô ấy ư? Anh đã chọn rời xa Amber để thực hiện tương lai của mình như lời mẹ anh muốn. Anh biết đấy, chúng tôi chỉ chăm sóc những gì mà suy nghĩ của anh cho là xứng đáng và giá trị mà thôi. Tôi muốn lựa chọn lại, được không? Tôi muốn nuôi lớn cái cây này. Có cách nào để cô ấy về bên tôi không? Cuối khu vườn này có một dòng suối tình yêu. Anh hãy lấy nước ở đó về tưới cho cái cây ấy đi. Chuyện gì thế này? Tại sao tôi tưới cây bằng nước suối đó không khiến nó tươi thêm mà lại héo đi? Leo, vì tình yêu anh bây giờ chỉ là tràn ngập sự ích kỷ mà thôi. Sự chiếm hữu ích kỷ sẽ giết chết những điều đẹp đẽ nhất. Nếu anh vẫn còn muốn làm tổn thương Amber và cho cái cây này chết khô, cả thanh xuân, ký ức của anh về Amber mãi mãi chỉ là những mảng ký ức đau buồn, khô héo và tổn thương, không thay đổi được. Amber cũng sẽ muốn xóa vĩnh viễn những kỷ niệm xưa kia về anh trong khu vườn thanh xuân của mình. Vì chính anh đã giết chết những gì tốt đẹp nhất về anh trong cô ấy. Tôi không muốn cô ấy xóa hết những kỷ niệm đẹp. Ai biết cuộc hôn nhân này có ngăn trở gì? Xin lên tiếng ngay bây giờ, nếu không sẽ phải im lặng vĩnh viễn. Peter, cảm ơn anh đã đến với cuộc đời em. Amber, anh cũng cảm ơn vì em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Anh yêu em, Amber. Em cũng yêu anh, Peter. Peter, anh có thề là sẽ yêu thương và chăm sóc Amber suốt cả cuộc đời. Dù sau này có già yếu và bệnh tật, cũng sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy không? Con xin hứa. Amber, con có thề là sẽ yêu thương và chăm sóc Peter suốt cả cuộc đời. Dù sau này có già yếu và bệnh tật, cũng sẽ không bao giờ từ bỏ anh ấy không? Con xin hứa.
Leo, vì tình yêu trong anh bây giờ chỉ tràn ngập sự ích kỷ. Sự chiếm hữu ích kỷ sẽ giết chết những điều tốt đẹp nhất. Đàn quạ trong đêm tối. Ngày xưa, có một cậu bé rất ham học vẽ. Cậu tìm đến một họa sư nổi tiếng nhất kinh thành để theo học cho đến ngày thành tài. Con đã chuẩn bị xong mọi thứ để lên đường rồi à? Dạ, thưa thầy, con đã xếp những bức tranh đẹp nhất mà con vẽ được vào chiếc hộp gỗ này. Còn họa cụ thì con xếp ngăn nắp vào đây ạ. Tốt lắm. Trong những năm con theo học ở đây, ta thấy con là một họa sĩ có tài, hơn hẳn các trò khác. Giờ ta cũng không còn gì cần dạy bảo con nữa. Chỉ mong con luôn nhớ lời khuyên của ta. Mỗi người ta gặp trên đường đều có thể trở thành thầy của ta. Dạ, con xin ghi nhớ lời thầy. Thế là anh họa sĩ trẻ mang chiếc hộp gỗ đựng những bức tranh của mình đi khắp mọi miền đất nước để bán chúng. Wow, đẹp thật. Từng đường nét chỉnh chu, dứt khoát, không chê vào đâu được. Màu sắc cũng rất là nhã nhặn nữa. Bán cho tôi bức này đi. Còn tôi lấy bức này nha. Dạ, dạ. Những bức tranh của anh được mọi người rất yêu thích. Tài năng xuất chúng của anh được mọi người công nhận. Và anh họa sĩ rất lấy làm hài lòng vì điều đó. Nghe mọi người bàn tán về tài năng xuất chúng của một họa sĩ trẻ, một vị trưởng làng đã mời anh đến sống tại nhà và yêu cầu anh vẽ lên tường nhà, lên quạt giấy và lên những bức bình phong quý giá của ông. Tiếng tăm của anh ngày càng lan xa. Những nhà sư khả kinh nhất cũng đến thuê anh vẽ lên tường những ngôi chùa nổi tiếng nhất. Một đêm nọ, sau một ngày làm việc, anh từ ngôi chùa trên núi trở về nhà trọ thì gặp một người đàn ông đi làm đồng về. Chào bác đi làm về muộn thế ạ? Việc nhà nông mà cậu, đầu tắt mặt tối là chuyện thường. Còn cậu làm nghề gì mà cũng đi làm về muộn thế? Cháu là họa sĩ ạ, hơn nữa cháu còn là một họa sĩ rất nổi tiếng. Họa sĩ à, nghe lạ đấy, nhưng mà cụ thể là cậu làm cái việc gì? Cháu vẽ bác ạ. Vẽ là như thế nào nhỉ? Biết nói sao với bác nhỉ? À, cháu có ý này, cháu cần lưu lại vùng này thêm mấy hôm nữa, nên sáng ngày mai cháu mời bác đến chỗ cháu, bác sẽ thấy cháu làm việc và hiểu ra ngay ạ. Cháu đang ở khu nhà trọ ngay bên sườn núi kia kìa. Bác cứ đến hỏi cậu họa sĩ thì ai cũng biết đấy ạ. Cháu rất nổi tiếng. Ừ được, sáng mai tôi đến. Y như lời hẹn, sáng hôm sau khi mặt trời vừa mọc, bác nông dân đã đến chỗ họa sĩ. Cháu mời bác, bác vừa thưởng trà vừa xem cháu làm việc nha. Cháu đang được yêu cầu vẽ một tiều phu và cháu sẽ bắt đầu chọn giấy. Sao cậu chọn giấy lâu thế? Cháu sẽ vẽ bức tranh người tiều phu lực lưỡng đang bổ trìu xuống một cái cây lớn, nên cháu cần chọn giấy cho đúng với trọng lượng của người tiều phu và cái cây. Đúng là tấm giấy này rồi. Tiếp theo, họa sĩ phủ toàn bộ giấy, cả mặt trước và mặt sau bằng nước trộn với keo và muối ăn. Sau đó, họa sĩ lấy một cái cối và bắt đầu giả sơn màu. Anh làm rất cẩn thận, thỉnh thoảng anh trộn sơn màu với keo. Thì ra vẽ là thế này đây. Công việc của họa sĩ cũng chẳng khác gì việc giả đậu đỏ của bà vợ mình. Rồi, giờ cháu mới bắt đầu vẽ đây bác ạ. Gì cơ? Giờ mới bắt đầu vẽ à? Thế từ nãy giờ vẫn chưa vẽ hả? Dạ, cháu chỉ mới chuẩn bị xong họa cụ và màu vẽ thôi, giờ mới bắt đầu vào việc chính. Bác nhìn cháu nha. Thế là bác nông dân chăm chú nhìn họa sĩ bắt đầu vẽ những nét cơ bản và những đường nét diễn tả tiều phu đang đốn củi. Rồi từng chút anh tô màu lên bức tranh. Trông tiều phu và cái cây sống động như thật vậy. Xong rồi, những gì bác vừa thấy cháu làm là công việc của một họa sĩ đấy. Bức vẽ của mình đẹp đến nỗi bác ta không nói nên lời. Cậu nói cậu là một họa sĩ nổi tiếng, nhưng thật sự thì cậu cũng không giỏi lắm. Bác đang nói cái gì thế?
Ý bác là sao? Cậu vẽ người tiều phu đang đốn cây nhưng không có mạt cưa rơi xuống. Bác nói đúng, tiều phu đốn cây thì phải có mạt cưa rơi trên đất mới phải. Đấy, cậu cũng chưa giỏi lắm đâu. Mình học vẽ bao năm nay, từng đường nét màu sắc đều đạt đến mức hoàn hảo. Những người có vai vế trong cả nước đều công nhận tài năng của mình, mà giờ lại bị một bác nông dân không biết gì giải đời thì thật là... Nếu bác nghĩ là bác giỏi thì hãy vẽ gì đó đi. Vậy đây, bác vẽ đi nào. Được thôi. Nghĩ ra rồi. Hả? Bác ta định vẽ gì mà mài nhiều mực đen thế chứ? Đưa cho tôi cái bút vẽ to nhất. Bác nông dân nhúng bút vẽ vào bát mực và bắt đầu phủ mực đen lên tấm giấy. Khi tấm giấy đã được phủ đen toàn bộ, bác đặt bút xuống. Xong rồi, cậu nhìn xem. Hả? Là cái gì đây? Đó là một đàn quạ đang bay trong bóng tối. Gì cơ? Một đàn quạ trong đêm tối ư? Họa sĩ cúi xuống thật sát để nhìn bức tranh. Anh cảm thấy như bóng tối trong bức tranh đang hút anh vào trong. Anh như thấy cả đàn quạ đang từ đó bay lên và bao quanh mình. Bức tranh đàn quạ trong đêm tối làm anh thật sự choáng váng. Đó là một ý tưởng sáng tạo ngoài sức tưởng tượng của anh. Một ý tưởng bất ngờ mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghĩ đến. Wow, thật đẹp đẽ. Cậu quá lời rồi, tôi không dám nhận lời khen ấy đâu. Thầy cháu dạy, mỗi người ta gặp trên đường đều có thể trở thành thầy ta. Hôm nay gặp bác, cháu được mở mang tầm mắt rất nhiều. Cuộc sống còn rất nhiều điều phải học hỏi. Cháu xin cảm ơn bác. Cậu quá lời rồi. Sau khi hoàn thành công việc ở vùng núi ấy, anh họa sĩ lại tiếp tục lên đường. Anh sẽ đi nhiều nơi, học hỏi thêm nhiều điều và vẽ nhiều bức tranh nữa. Bức tranh sau sẽ tốt hơn bức tranh trước nhiều lần. Bầu trời rộng mở trước mắt anh. Mặt trái. Hôm nay việc đang gấp lắm. Thằng Tí khéo đến cả tháng chưa thấy mặt bố. Anh sẽ cố gắng về sớm mà. Các cậu cố gắng hoàn thành đi, sau đợt này sẽ được xả hơi. Anh yên tâm, video nhóm mình lần này nhất định phải lọt top tát thịnh hành YouTube. Chắc luôn anh ơi. Cái đó thì khó nói lắm. Anh phải tin ở tụi em chứ. Phần lời bài hát tôi đã duyệt rồi, sao các cậu lại tự sáng tác thêm? Thế mới nổi được chứ anh ơi. Đối tác chỉ muốn chúng ta làm nổi bật sản phẩm nước ngọt xuất hiện trong video ca nhạc này. Anh yên tâm, không lố gì cả đâu. Lại còn không, mấy nội dung như thế không được phép đăng lên đâu. Trời, tại anh không theo dõi mấy kênh video của thế giới trẻ bây giờ thôi. Anh em mình tuy cũng coi là già rồi, nhưng vẫn phải bắt kịp xu hướng anh ơi. Sao? Xu hướng? Đây anh xem, mấy chục triệu lượt xem đây này. Nhỉ, sao hút người xem thế? Anh cứ tin bọn em đi, mình có phát trên truyền hình đâu mà ngại. Bọn em thức cả đêm mới xong đấy ạ. Sếp tổng, tôi đang tin tưởng giao cho nhóm ta làm việc độc lập, nhưng càng như vậy thì các bạn phải cẩn thận. Những chỗ dùng từ hơi quá, bọn em sẽ cho chèn bớt tiếng đi. Anh cũng thấy đấy, mấy video vừa rồi rất là hiệu quả. Được rồi, nhất anh. Lượt xem các video nhóm cậu làm dạo này tăng vọt, cố gắng phát huy nhé. Được như thế là nhờ công sức của cả nhóm, đặc biệt là các nhân viên trẻ, anh ạ. Tốt lắm, lần này tôi sẽ có thưởng nóng cho cả nhóm. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Tốt quá, đúng là lượt xem, lượt thích ngày càng tăng. Anh, clip lần này của nhóm mình, em tin là sẽ có khả năng tiến rất xa đấy ạ. Em nghĩ ngoài YouTube, anh nên đề nghị sếp cho đăng trên các trang Facebook lớn. Nhiều lượt theo dõi sẽ đến được nhiều người xem hơn. Đặc biệt quảng cáo lần này hướng tới đối tượng là thanh thiếu niên. Đối tượng là thanh thiếu niên thì càng phải chú ý về câu từ bài hát. Anh ơi, tuổi ấy các em ý thức được đâu là nhạc chế lại, đâu là bài nguyên gốc mà. Đành rằng như thế, nhưng bây giờ nhà nhà chế nhạc, người người chế nhạc, chúng ta là công ty quảng cáo đàng hoàng, có văn bản xin phép nhạc sĩ rồi thì lo gì hả anh?
lợi này nhớ mình phải được xả hẳn mấy ngày anh nhỉ. Video lần này cán mốc 100 triệu lượt xem chứ chẳng đùa. Nghỉ ngơi thôi. Các cậu còn thanh niên phòng không thì cứ thoải mái hẹn hò người yêu, chứ tôi thì phải về nhà ngay. Dạ, anh em mình cũng trường kỳ ở công ty gần tháng trời rồi chứ ít gì. Trời, mấy đứa bé này hát gì vậy? Đây chả phải lời bài hát chế của nhóm mình sao? Chết thôi, đối tượng người xem hướng tới ít nhất cũng phải tầm tuổi sinh viên cơ mà. Các cháu không được phép hát như thế. Ai cho các cháu xem video ca nhạc của người lớn hả? À, cháu xem iPad ấn vào coi thôi mà. Sao lại không được hát ạ? Hay ơi là hay. Có biết thế là hát bậy không hả? Bố mẹ các cháu đâu? Bố mẹ cháu đi làm rồi, chỉ có bác giúp việc ở nhà thôi ạ. Bác ấy cho chúng cháu xem iPad. Còn không hiểu mình hát gì mà hát ván trời lên thế à? Ơ, sao chú lại mắng bọn cháu? Không hát nữa thì thôi ạ. Trời đất, thằng tí nhà mình chiều nào cũng ở nhà một mình với cái máy tính. Tí, con làm gì thế hả? Ơ, bố về ạ. À? Con đang làm bài tập về nhà ạ. Con đang học cái này hả? Con đang làm bài tập ngoại khóa chủ đề mặt trái của mạng xã hội. Con chỉ bật vào để lấy tên ghi vào ví dụ sản phẩm nhạc chế thôi bố ạ. Video này đang có nhiều lượt xem nhất trên YouTube. Cô giáo con bảo các sản phẩm nhạc chế bây giờ làm lệch cả xu hướng nghe nhạc của một thế hệ. Không biết ai đi làm mấy cái video này nữa. Bất công quá bố nhỉ. Bố sao thế ạ? Ờ, bố không sao. Con làm bài tiếp đi. Nhớ không được xem mấy cái thứ nhạc đấy, nghe chưa? Vâng, con biết mà bố. Bố về rồi, bố hứa với con lúc nào cũng phải về nhà ăn tối nha. Ừ, bố hứa. Các cậu gỡ ngay video mới làm xuống cho tôi. Ơ, sao thế anh? Không ơ nón gì hết. Sáng nay chúng ta sẽ có buổi họp gấp. Và từ nay, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện thêm mấy từ bậy bạ lượt xem đến từ chất lượng của sản phẩm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!